Báo cáo tổ trưởng, mạn trái 90, khoảng cách 30 liên, phát hiện một tàu cá ngư dân có dấu hiệu bị gặp nạn. Hết. Được. 24 đại chỉ huy. 24. 24 báo cáo. Mạn trái 90, khoảng cách 30 liên, phát hiện một tàu cá ngư dân có dấu hiệu gặp nạn. Hết. Hết đại trái. Máy trái dừng. Ngành thứ 7 cử 2 đồng chí thay thế vị trí 24. Đại chỉ huy 24. Có 24. 24 tăng cường tỏ xuồng. Dô. Máy à? Máy vẫn tắt mẹ. Thì chị gọi cho thằng Trung xem. Vâng. Trung à, cháu có liên lạc được với em Hiếu không? Tự dưng cô với bà sốt ruột quá. Chắc giờ này Hiếu nó ở trên tàu rồi. Mà nguyên tắc khi lên tàu là tất cả các thiết bị liên lạc đều sẽ bị ngắt. Giờ có gọi cũng không liên lạc được đâu ạ. Nhưng mà trước khi đi, Hiếu nó nói là sẽ lên tàu 15 ngày. Bây giờ phải về rồi chứ nhỉ? Cháu thử gọi cho em xem, chứ bà ruột nóng cứ như lửa đốt đi. Xuồng số 1 đại chỉ huy. Qua kiểm tra, không thấy đồng chí số 3. Hòa, em tôi đi huấn luyện về chưa? Ông bình tĩnh nhá. Ông nói đi. Hiếu tham gia cứu hộ, tàu ngư dân gặp nạn bị cháy. Trong lúc đang cứu hộ, thì tàu phát nổ. Có nghiêm trọng không?